Các nhà đầu tư Mỹ từ chối tham gia vào các dự án BOT tại Việt Nam vì đòi hỏi lại quả của giới quan chức nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là tiết lộ của ông Adam Schiff, giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội, để giải thích tại sao đến nay người ta không thấy giới đầu tư Mỹ đầu tư vào các dự án BOT giao thông tại Việt Nam, dù kỹ thuật xây dựng cầu đường, cao tốc của Mỹ vốn nổi tiếng trên thế giới. Ông Adam Schiff được thuật lời trên báo Nhà đầu tư hôm 11 tháng 12 nói rằng, thứ nhất là tình trạng tham nhũng tại các dự án trước đó, và trước khi tham gia bất kỳ lĩnh vực nào, dự án nào, chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thông qua các nhà đầu tư trong nước trước. Vẫn theo lời ông Schiff, hiện có rất nhiều dự án xây dựng, sân bay, tàu điện ngầm tại Trung Quốc, Nhật Bản mà chính phủ Mỹ rất muốn hợp tác, nhưng không hứng thú với việc đầu tư lớn vào những dự án như BOT. Ông cũng cho rằng, đối với Việt Nam, năng lượng là tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội như năng lượng điện gió và năng lượng mặt trời. Đây là một lĩnh vực mới của Việt Nam mà Mỹ rất quan tâm. Dư luận tại Việt Nam đang đặc biệt theo dõi nhà cầm quyền giải quyết như thế nào về vấn đề thu phí tại trạm BOT ngang qua thị trấn Cai Lậy. Trong nhiều tháng qua, trạm BOT này đã bị giới tài xế phản ứng bằng cách trả tiền lẻ nhằm kéo dài thời gian thu phí, dẫn đến kẹt đường. Đích thân ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải loan báo xả trạm 1-2 tháng để tìm cách giải quyết. Theo thống kê, trên cả nước Việt Nam có 88 trạm BOT, trong đó một số nơi có các trạm thu phí gần nhau hơn quy định là phải cách nhau 70 km.